trăm hàng ngàn chuyện ma mà người ta vẫn kể cho nhau nghe, chưa chắc đã có một chuyện thật. Phần lớn là do trí tưởng tượng, do cảm giác sợ hãi khiến người ta vội vàng kết luận là mình đã gặp ma. Các nhà khoa học đều đồng ý với nhau rằng ma, hay nói cách khác là hồn người đã khuất, có thể lúc nào cũng hiện diện trong không gian bên cạnh chúng ta, nhưng không phải ai cũng gặp được. Người dễ gặp ma thường là người có giác quan thứ 6, có thần giao cách cảm, mới có thể tiếp xúc với cõi âm, tức là thế giới bên kia, thế giới của những kẻ không còn trên dương gian nữa. Thưa quý thính giả, mới đây một đồng hương từ Việt Nam qua thăm thân nhân ở Mỹ, tình cờ gặp tôi sau buổi văn nghệ. Vì đã có dịp nghe nhiều băng đọc truyện của tôi, cho nên bà tha thiết yêu cầu tôi dành cho bà chút ít thì giờ để kể câu chuyện xảy ra bên nhà hàng xóm của bà mà chính bà chứng kiến. Tôi xin viết lại câu chuyện ấy và đặt tên là Bóng ma bên cửa. Mời quý khán giả cùng nghe với giọng đọc Hồng Đào và Nguyễn Ngọc Ngạn. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách.